Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay tôi lại lang thang chợ phiên Cao Bình, Hòa An. Bây giờ thuộc thành phố đấy phải. Cao Bằng các bạn nhé. Đây là con đường chính đi vào bên trong chợ. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi vào bên trong chợ, gọi là đi khám phá, tìm hiểu chợ phiên nơi đây có bán những cái mặt hàng gì để mà chia sẻ đến với các bạn. Các bạn đang xem kênh YouTube của tôi thì hãy tiếp tục ủng hộ tôi các bạn nhé, bằng cách là bấm cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình, sau đó bấm một cái chuông ở bên cạnh để xem được những video mới nhất. Đây rồi, những mặt hàng được bày bán ở đây rồi. Bà con ta đem những cái sản vật nông sản ra chợ bán rất là đông. Đấy, đây này. Các cô bán rất là nhiều. Chúc các cô đặt hàng nhá. Mình bán nhiều cái nông sản quê mình quá nhờ. Toàn gạo với măng này, mùa măng này. Đó. Cháu sẽ quay một chút với. Đó. Có chó, có các loại rau. Rồi chúc hai chú đặt hàng nhá. Đây. Khoai tây này, ở Cao Bình trồng khá là nhiều khoai tây các bạn nhá. Khoai tây ăn này ngon. Khoai tây này ngon mà cô nhỉ. Khoai tây này tốt mà. Loại này đẹp mà. Xấu á, thế này. À, thế này là đẹp rồi. Cho thế này đẹp rồi. Ở bên trong này sao củ vàng cô? Cái loại này củ vàng hơn á. À, cái này dừa phải không? Hai loại giống nhau không? Hai loại, loại này thì khác. Cái này giống nhau thôi. À, loại này giống tím, loại này giống vàng phải không? Vâng. Loại nào ngon hơn cô? Loại này. À, thế à? Bao nhiêu tiền một cân ạ? À? Loại ngon này à cô? 15.000. 15.000 à? 13.000 này, 14.000. À, thì đều nhỉ? Củ rất là đều luôn. Rồi, cho chúc cô đặt hàng nhá. Rồi, măng này, mùa măng. Đấy, có trứng. Bà con đi chợ rất là đông luôn. Đó, bà đi rất ở bên này có bán những con gà, những con chim bồ câu. Đó. Rất là nhiều chim bồ câu luôn. Vịt ngan ngỗng gì đấy. Con chó con là đáng yêu này. Chị đặt hàng nhá. Chị bán ổi á chị? Ôi sáng sớm đã hết hết ổi rồi, bán hết rồi. Ôi rồi đặt hàng quá nhỉ. Thế đắt hàng quá tốt rồi. Đây, ở đây có những con chó trông khá là đáng yêu. Con này khoảng bao tiền hả cô? 400. Đẹp, chó đẹp nhỉ? Trông khôn lắm con này à? Có hai con bông bông nhỉ? Bông xù. 400, chó đẹp. Chó đẹp lắm. Dạ, và chúc cô đắt hàng à? Chào quay. Dạ vâng, tới đây cho sẽ giới thiệu với cô khách hàng đến đây mua với cô. Dạ. Những con chim bồ câu. Này, ở Cao Bình họ các cô bán gạo rất là nhiều các bạn nhá. Đôi chim bồ câu rất là đẹp này. Vì Cao Bình là đất gạo mà. Trồng được rất là nhiều lúa. Bên này không bán thịt lợn. Bên trong thì là quán ăn các bạn nhé, bánh cuốn, quán ăn sáng. Đây là khoai lang này. Chú ấy mua đây mùa măng đấy nhở? Chào chú đặt hàng nhá. Măng mình bán thế nào chú nhở? Bán rẻ đúng 10.000 một cân thôi. À, 10.000 một cân ạ. Mình đi nhặt về xong mình làm bóc vỏ các thứ đấy nhở? Làm sạch đấy, có phải ngâm nước không chú? Cái này ạ? À, ngâm nước, măng này măng ngọt thôi nhỉ? Măng đắng ạ, à, mùa này măng đắng nhỉ? Sắp tới này có măng vào mới phải măng ngọt phải không ạ? À, dạ, chào cảm ơn chú ạ. Vâng. Rồi, những mặt hàng nông sản rất là đặc trưng của địa phương. Rau bí, rau hẹ. Rồi, anh. Ơi là hết rồi hả? À, hết gừng phải không anh? À, quay anh một tí làm kỷ niệm nào. Rồi, hết gừng. Bây giờ còn bán bầu kết thôi à?
À, bồ kết này là nhà mình trồng hay là lấy nhập ở đâu về? Nhà mình mà. À, nhà mình đấy. Ôi, chỉ có bằng mình trồng được bồ kết là em không hiểu. Cái cây à, trồng dễ trồng đó phải không? Cái này thì thân của nó là như một cái cây phải không? Lấy hạt thì phải trồng nó mọc lên. Ôi, bồ kết dùng cần sao tiếp xiên. Ừ. Táo vậy. Lấy đi gội đầu hoặc là xông mũi nhỉ. Dạ vâng, cảm ơn anh. Trời đi. Đó, các cô, các bá, các bà lại bán ở đây những cái nông sản địa phương nơi đây rồi. Ồ, ở đây có mấy cái củ gì trông lạ lạ. Chào chào bà. Bà ơi, bà đặt hàng nhá, cái củ gì à bà? Củ à, vạn ác á. À, các bạn ơi, cái vạn ác tôi nghe bố mẹ nói nhiều rồi, nhắc đến nhiều rồi, nhưng mà tôi chưa thấy, chưa xem, tức là chưa biết cây cây đấy. Cái này lúc mà mình bị thương, bị đau ấy đúng không, làm thuốc phải không? Họ đem về xào với thịt hoặc là làm nào nhỉ, sắc nước uống á? Ngâm rượu cũng được phải không ạ? Phơi khô phải không? Thái ra phơi khô ngâm rượu à? Phải phơi khô nhỉ. Dạ. Cái vạn ác là rất là tốt cho sức khỏe các bạn nhé, đặc biệt là những người bị đau, bị nội thương ấy. Nói chung là nói những người bị tai nạn hoặc là bị đá bóng vận động gì đấy thì bị đau, bị dập ấy, bên trong nội thương ấy nhỉ, chị cô nhỉ, là ăn vào rất là khớp à? Vâng. Lấy cái chân đi ăn là khỏi phải không ạ? Vâng, và ăn vừa tập tành là nó phục hồi nhỉ. Vâng. Như này là bán bao nhiêu tiền một cân hả bà, hay là nào ạ? À, 15.000 thôi nhỉ, cũng rẻ rẻ thôi mà, làm thuốc nhỉ. Rồi rồi, khi nào cần cháu lấy bà nhá, cháu giới thiệu cho mọi người bà biết ạ. Biết mặt hàng của bà rồi. Vâng, cháu chúc bà đắt hàng ạ. Gạo nếp, măng. Ồ, đây có rất là nhiều ốc các bạn ơi. Ôi, các cô lấy ốc à, đắt hàng đấy. Chị, ốc này ốc sông à? Ốc suối, ốc ruộng thôi phải không? À, loại ốc tròn tròn, ốc nuôi á? À? Ồ, nhiều đấy. Như này là bao nhiêu tiền một cân à chị? 50.000 một cân các bạn ơi, đặc sản Cao Bình đây. Đặc sản Cao Bình đây à? Rất là vui. 50.000 một cân. Ốc ruộng, ốc nuôi tự nhiên. Đó, đây là đây, các cô đang lấy hàng này, lấy ốc này. Đây, không nhầm, ở đây có một con lợn, chắc là thịt rất là ngon đấy, đang rất là nhiều khách tập trung ở đây đây này. Đây, ở đây đang có rất là nhiều khách mua hàng ở đây này, mua thịt lợn ở đây các bạn nhé. Còn thịt con lợn này chắc là thịt rất là ngon đây. Đó, vì anh này lấy lợn từ bản làng sang bán mà, vùng cao đem ra bán. Đó, ba chỉ ngon đấy. Ba chỉ mấy cân hả anh? Ba chỉ à? Trăm ba à? Đấy, rất là nhiều khách mua đây. Con lợn thịt ngon. 130 cân anh ấy lấy luôn. Anh lấy hết nửa miếng luôn. Đó. Lợn ngon mà, mua về ăn dần. Dạ, và rồi đi nơi khác. Đấy, con cá nhỏ nhỏ xinh xinh. Đó. Tiếp tục sang bên này, sang mặt hàng bên này các bạn nhé. Đó. Chào cô. Cô bán hết chưa cô? Khoai tây nhỉ? Bây giờ mới bắt đầu bán được đây. À, mới bắt đầu rồi, mới bắt đầu đặt hàng nhỉ? Đặt hàng trong 5 phút là hết hàng luôn. Đấy, có trứng gà các bạn nhé. Khoai tây, trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng gì đấy. Trứng ngỗng à? Thằng nào quả to thế, đu đủ này, bí đủ các loại, bò khai, đó, bà đây, quay bà một chút để làm kỷ niệm. À, cái rau này tôi thích khá đặc biệt này, ở chỗ tôi không có, rau này rau
rau cứt gà. Trên đồi các bạn ơi. Cái rau này từ lúc tôi ra khu vực gọi là gần thành phố Cao Bằng đi chơi với bạn bè kể tôi mới biết ở trên đồi mới có, ở khu tôi là vùng miền Đông núi đá thì không có sao ấy. Không có đâu. Và không có con chính nhà bạn. Cái rau này tiếng Tây là phát khỉ cái này. Phát khỉ cái. Dịch ra là rau cứt gà, rau phân gà. Tôi nói vui một chút thế thôi các bạn nhé. Nói lịch sử là rau tiếng Tây là gọi là phát khỉ cái. Tài. Thác này ao mà hát bên đứa thế, chế biến bên đứa thế. Sao, sao phải lấy giấy xuống? Quay bài gì nó? Lấy cơm dùng một tí. À, tức là xào bình thường là ăn được. Nếu mà xào với trứng hoặc là với thịt các thứ thì càng ngon đúng không? Càng ngon. Nhưng cái này nó hơi đắng đắng phải không ạ? Nó đắng ngọt á? Báo đi lên, đắng ngọt, đắng ngọt. À, nhiều người bảo ăn, ăn thích ăn mà, thích ăn, ăn có thể là ăn. Đa số người già, người già thì thích ăn. Thích ăn nhỉ? Họ bảo là ngon lắm, giòn giòn nữa cơ. Đó, cái rau này rất là đặc biệt. Mỗi địa phương mới có một loại rau thì rau này là tôi khá đặc biệt ở trên đồi, ở khu đồi ngoài này nhiều. Ờ, cháu chúc bạn đã hàng nhá. À nhưng mà mình bán bao nhiêu tiền một cân hả má? Cháu hỏi với chú đi. 5.000 một lạng, 50.000 một cân. À, thôi cháu chúc bà 50 phút là bán hết bà nhá. Vâng, cháu đi khám phá đã. Đó, bỏng. Dạ. Quay bỏng thôi, không quay ăn đâu ạ. Đấy bỏng rất là ngọt luôn, này, nhìn thích ấy. Nhìn rất là hấp dẫn các bạn nhá. Nhìn túi bỏng này. À, quay thì cháu quay lại mua. Nhưng mà quay cho mọi người biết trước đã. Đi qua một lượt đã. Dạ. Đó. Ngon lắm đấy em ạ. Dạ ngon lắm ạ. Làng đồ sạch đấy. Đúng rồi, toàn nông sản đặc sản địa phương mà. Khoai tây củ rất là to đều này. Mượt này. Ngải cứu này. Măng này. Ôi rồi nhiều lắm. Đó. Đó. Chợ quê mình làm nhiều đồ ngon. Đúng rồi, chợ quê là vui rồi. Hình ảnh chợ quê rất là vui rồi. Bạn có lẽ vòng sang bên kia một chút. Điều này khó đi quá. Đó. Vòng sang bên này thôi. Vòng sang bên này một chút. Ồ. Ở mùa này có cả rau ngót rừng rồi các bạn nhỉ. Rồi rau ngót rừng, hoa rau ngót rừng thế này. Đó, rau ngót rừng rất là ngọt. Cô đang mua loại hoa này. Hoa của rau ngót rừng. Chị ấy, hoa này bán bao nhiêu tiền một cân à? 80.000 phải không? À, anh cho em quay nhờ một tí được, em quay máy khó quá. À, được. Wow, đi nhặt được nhiều thế. Ôi giời, đi mấy ngày mà nhặt được nhiều thế. Cái này phải nhiều người đi nhặt cùng nhau à? Cùng nhau giúp nhau nhặt à? Các bạn, cây hoa ngót rừng này là mọc tự nhiên trên rừng, cái thân gỗ các bạn nhá. Đó, đây này. Nó có rừng ngọt lắm. Cái này còn phải rửa chứ nhỉ? Bá nhiệt với đây này. 50.000 một cân các bạn nhá. Ngon lắm, ăn rất là ngọt luôn, làm canh ấy. Ngoài kia có rau bọc khai này. Đấy, mở rau ngót này, rất là ngon luôn, ngon mơn mởn luôn. Bà con ta đi nhặt trên rừng ấy, rất là vất vả. Và có thể nói là nguy hiểm vì phải leo lên cây. Các bạn nhé, 50.000 một cân, cũng là bình thường thôi. Ở đây có phong lan. Anh bán nhiều phong lan thế? À, các loại luôn nhỉ? Có long nhãn nhỉ? Xong có cái gì đây nhỉ? Quên mất. Tên mất tên cái này rồi. Cái này gọi là đuôi gà á? Đuôi gà. Xong lan này lan gì nhỉ? Vẩy rồng đúng rồi. Vâng, vâng. Sắp ra hoa đấy nhỉ? Mùa này là mùa lan sắp ra hoa đấy. Rồi, chúc anh đắt hàng nhá. Đó. Chợ quê rất là đẹp. Tiếp tục đi khám phá các bạn nhé. Xa xa ngoài kia có bán bánh gai, bánh lạc, bánh
Trà Lam, đấy, đặc sản của Cao Bình. Cao Bình nói riêng và Cao Bằng nói chung. Đây những bó hoa bí. Đó, rất là đơn giản, rất là giản dị thôi. Rất là quê, gọi là có cái tính, gọi là cái gì nhỉ? Cái hình ảnh rất là quê quê, rất là thích luôn. Đấy, một cô ra bán một số rau và còn một bó rau. Bó hoa. Rồi, chào chú cô tất hàng ạ. Dạ, vâng ạ. Cam, hồng xiêm, trứng gà, các ông các bà ra bán trứng gà nhà ở nhà rất là nhiều luôn. Đó, ông ạ, ông ơi, nhà mình bán nhiều trứng nhỉ? Toàn trứng vịt phải không bà? Ông? Trứng gà nhầm, trứng gà thôi, quả nhỏ nhỏ này và trứng gà ta đấy, chăn tự nhiên đấy, đây bà đây, ông này. Các bạn ơi, như vậy tôi vừa đi một góc chợ, đi dạo quanh một góc chợ thuộc chợ phiên Cao Bình, Cao Bằng. Các bạn đang xem kênh YouTube của tôi thì hãy tiếp tục ủng hộ tôi nhé, bằng cách là bấm một cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình, sau đó bấm một cái chuông ở bên cạnh để xem được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tôi sẽ tiếp tục đi vào bên trong chợ phiên Cao Bình quay tập thứ 2 để mà chia sẻ với các bạn. Chào các bạn. Bye bye.